Năm 484 sau Công Nguyên, Đức vua Arthur dẫn đại quân của mình chiến đấu chống lại tộc người Saxon. Bọn chúng là những kẻ tàn ác cướp của giết người, với tôn chỉ, bé không tha giả không thương. Để lật ngược thế cờ, phù thủy Merlin đã thành lập một liên minh với các hộ vệ Unicorn. Họ là 12 hiệp sĩ biến hình đang lẩn trốn trên trái đất. Các hộ vệ đã đưa cho pháp sư cây quyền trượng ngoài hành tinh cùng lời cảnh báo hãy bảo vệ nó, vì một ngày nào đó đấng tạo lập sẽ tìm đến đoạt lại quyền trượng. Sau đó 12 hộ vệ biến thành một con rồng ba đầu và cùng pháp sư Merlin vội vàng lao đến chiến trường giải nguy cho vua Arthur. Khi ấy áo giáp và thanh kiếm của đức vua đều được biến đổi, nhờ có rồng thần mà đại quân của đức vua đã chiến thắng đám người tàn ác kia. 1600 năm sau, chính phủ các nước trên thế giới lại tiếp tục đẩy những robot biến hình ra ngoài vòng pháp luật. Họ lập lên một đội đa quốc gia có tên là TGF với mục đích tiêu diệt hết tất cả các người máy ngoài hành tinh. Mặc dù Optimus đã rời khỏi hành tinh xanh để đi tìm đấng tạo lập, nhưng các robot khác vẫn ngày đêm đáp xuống địa cầu. Phi thuyền mới nhất đã rơi xuống một sân vận động tại Chicago, có vẻ đây là thành phố bất ổn nhất quả đất khi liên tiếp bị tàn phá. Đám trẻ gần đó bu đến tính gỡ sắt vụn bán ve chai, thì bị dọa sợ vãi cả đái. Bất ngờ một con robot thuộc đội TGF phát hiện và truy sát, chúng được cứu thoát bởi Isabella, một cô bé đã sống sót sau trận đại chiến lần trước cùng với hai người bạn biến hình của mình là Vespa và Canopy. Nhưng không may sau đó Canopy đã bị đội TGF phát hiện, chúng liền hạ lệnh cho một máy bay phóng tên lửa tiêu diệt anh ta. Bất ngờ Kết lái xe đến giải cứu những đứa trẻ, anh cầm súng vọt đạn liên tục vào con robot, còn Bi bựa xông ra từ trong tòa nhà nhanh chóng thiến giái con robot này. Sau khi đưa đám nhóc đến nơi an toàn, nam chính liền quay trở lại giải cứu người máy lúc nãy đang bị kẹt trong phi thuyền. Biết mình không thể sống sót nên anh ta đã đưa cho Kết một chiếc bùa kim loại, nhưng nam chính lại từ chối vì nghĩ rằng đó là sắt vụn. Tất cả chuyện này đã bị tên Barry Kết đang cải trang thành xe cảnh sát hóng hớt được. Lúc này đám TGF đã có mặt bao vây xung quanh nam chính. Người máy trong phi thuyền thấy vậy liền cử chiếc bùa tới bảo vệ anh. Bi bựa từ xa anh dũng lao đến thì bị bắn cho tan tành xác pháo. Cứ tưởng cậu ta đã về ăn chuối cùng các cụ, nhưng giờ đây Bi bựa đã khác xưa rồi. Cậu nhanh chóng lắp ghép lại cơ thể của mình rồi đánh cho đám TGF tung rái lên trời. Giải quyết gần hết chuyện thì bé mập mới từ cái xó nào đó lăn ra ăn hôi. Thấy hai thằng máu chó quá nên đám người TGF vội xách cả giọt lẹ về bố mẹ. Tuy nhiên bọn này khá khôn lỏi khi bắn thiết bị định vị vào đít của Bi bựa. Trên đường trở về, Kết phát hiện tấm bùa đã nằm trong xe của mình, từ khi nào không biết. Trong khi đó tên Barry Kết nhìn thấy mọi chuyện liền chạy đến chỗ đại ca để báo cáo. Megatron đang ngồi đập đá thì bị thằng đàn em chiếu đèn cảnh sát vào mặt khiến hắn sợ đái cả ra quần. Thế là hắn đành đốt lửa để hong quần cho mau khô. Cùng lúc này Optimus đi nửa đường thì gặp hành tinh Cybertron đang bay đến trái đất sau vụ hạt giống. Ở phần 4 bị kích hoạt định vị, nhìn quê hương của mình không khác gì bãi phế liệu khiến ông cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên nỗi đau của ông có lẽ sẽ là niềm vui của hội đồng NAT Việt Nam. Bước vào bên trong chính điện, ông gặp đấng tạo lập. Hóa ra đó là một người phụ nữ tên là Quintessa, thủy tổ của sự sống. Ông vung kiếm lên định hỏi tội mụ ta xem Ác Long Review mà không like, nhưng cái Kết lại bị xích. Mụ lệnh cho thằng đàn em cao to đen hôi trấn áp Optimus, sau đó vả yêu một cái khiến ông muốn méo cả mặt. Quintessa dùng bùa chú rồi bắt đầu dùng mỹ nhân kế mê hoặc đội trưởng. Chuyển cảnh đến một lâu đài cổ kính ở Anh Quốc của bá tước Edmund, chắt đời thứ 12 của dòng họ quý sở tộc Uyết Uy Cơn, một dòng họ cổ có sứ mệnh giữ bí mật về lịch sử Transformer trên trái đất. Các đời đều được một người máy phục vụ. Vào trong mật thất, Edmund phát hiện những thay đổi bất thường trên chiếc bàn tròn xoay. Điều này cho thấy tấm bùa đã chọn được chủ nhân. Vài ngày sau, tại một bảo tàng nọ, cô nàng xinh đẹp này là Vivian, một giáo sư Oxford chuyên ngành sử học. Nàng đang giới thiệu cho các tân sinh viên về cuộc chiến của Đức vua Arthur chống lại chủ nghĩa man dợ. Bên cạnh còn có bức họa pháp Merlin và con rồng ba đầu. Tuy nhiên nàng lại éo tin về truyền thuyết này vì làm gì có sinh vật nào như vậy. Vị bá tước đứng quan sát từ xa vào khẳng định cô chính là người mà mình cần tìm. Không lẽ trâu già muốn gặm cỏ non hay sao ta? Trở lại với các Autobot lúc này, họ đã quay về căn cứ của mình là một bãi phế liệu ô tô. Bé mập phanh gấp làm lựu đạn rơi vãi khắp nơi. Anh giải thích rằng mỗi lần mình xuất hiện là phải thật ngầu lòi. Trong khi đó Bi bựa gặp lại bạn thân liền chào hỏi bằng cách đè nhau ra vặt lông nách. Còn các bé khủng long cổ đại vẫn chưa kịp qua Việt Nam để trấn thủ đồi Sim thì đã bị quân đội Mẽo truy sát nên còn lưu lạc ở đây. Khi ấy một người máy thuộc Hiệp hội Ve Chai Việt Nam nhìn thấy tấm bùa liền cảnh báo đó là dấu hiệu của tận thế. Cô bé Isabella xin gia nhập đội liền bị anh chê quá nhỏ không phù hợp, nhưng thấy nó nước mắt ngắn nước mắt dài anh đành phải đồng ý cho nó tham gia. Lúc này, trên bề mặt trái đất đột nhiên mọc lên 6 cái sừng kim loại siêu lô khổng tò. Không một ai biết đó là gì và tại sao lại xuất hiện. Còn tại lầu 5 góc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vừa hay tin Megatron chơi liều khi dám bắt cóc hai quan chức cấp cao của CIA,
hắn muốn hợp tác với quân đội nhằm tiêu diệt các Autobot để lấy tấm bùa. Để làm được điều đó, hắn đã yêu cầu giải phóng cho toàn bộ đám đàn em của mình đang bị chính quyền mẽo bắt giữ. Rất nhanh, liên quân này chuẩn bị tổ chức một cuộc vây bắt các Autobot ở bãi phế liệu. Sáng hôm sau, Isabelle thay thế cánh tay mới cho con robot xe máy Vespa, sau đó cùng với kết sửa lại giọng nói cho Bi Bựa. Nhưng méo hiểu sửa kiểu gì mà lại ra giọng ai ái thành Bi Bống. Khi ấy đám liên quân cũng đã tiến gần đến nơi. Kết nhận được tin báo liền kêu mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Bé Mập thì ở lại chặn kẻ địch cho anh em tẩu thoát. Tuy nhiên đám TGF dựa vào chip định vị trên mông Bi Bựa để bám theo. May mắn Samurai phát hiện ra con chip liền phá hủy nó. Đám lính đang đuổi theo thì bị robot khủng long ba sừng chặn đường hỏi thăm. Mấy bạn đã like cho Ác Long Review chưa mà vội vội vàng vàng đi đâu thế? Không thể tiếp cận gần, nên đám lính đổi chiến thuật cho máy bay không người lái tiến vào bên trong. Đám Deception cũng nhanh chóng có mặt hôi của. Megatron cử đàn em đi giả soát khắp nơi thì bắt được cậu nhóc robot Vespa. Cảm thấy nguy hiểm, tấm bùa hiệp sĩ lập tức bám lên người nam chính. Isabelle chạy ra chửi như hát vào mặt Megatron để kết bắn lén một cái làm hắn giật mình tí thọt cả lên cổ. Sau đó anh kích hoạt bom đã đặt sẵn rồi dẫn cô bé bỏ chạy. Tên Bazi kết bám theo xả súng loạn xạ thì bị khủng long bạo chúa đánh cho má nhận không ra. Bên kia Samurai và siêu xạ thủ đồng dâm hợp lực chém bay đầu một tên Deception to xác. Megatron thấy không ổn liền kêu đám đàn em đỡ thầy về chuyển nước biển. Cứ tưởng hết nguy hiểm rồi thì một dàn máy bay không người lái xuất hiện. Vừa nhìn thấy nam chính, bọn chúng liền phát kẹo đồng như mưa. Kết đưa cô bé vào trong một căn phòng để lánh nạn nhưng vẫn bị phát hiện. Cả bọn lại cong đít lên tiếp tục chạy, tí nữa được đầu thai sớm luôn. Chạy mãi cũng không phải là cách nên họ tìm cách phản công lại. Cứ như vậy hai chú cháu phối kết hợp nhẹ nhàng hạ được hai chiếc. Một chiếc khác lao vào xả đạn thì bị anh da đen cản lại. Có lẽ do da anh trắng quá nên nó quét không nổi gương mặt. Cứ tưởng vậy là ngon, ai ngờ đám TGF điều khiển bắn cậu một phát bay xuyên tường. Kết lập tức phá chiếc máy bay đó rồi xem thử thanh niên da đen thế nào. May đó là đạn nhựa nên vẫn chưa được hít hương cùng các cụ. Cả bọn chạy vào thang máy thì gặp con robot bảo vệ gia tộc vị bá tước người Anh. Đang nước sôi lửa bỏng mà cha nội cù nhây đòi đấu võ với nam chính. Bất ngờ một chiếc máy bay lao đến đâm anh văng xuống dưới. Những chiếc khác lao đến như rồi bu kít tấn công anh. Nhưng có lá bùa đỡ đạn nên anh vẫn còn thở đều. Nam chính lợi dụng mấy chiếc máy bay để lăng ba vi bộ xuống dưới mặt đất. Con robot bảo vệ lại gần tự xưng là Cockman đến đây để đón kết. Siêu xạ thủ tính đánh lén Cockman, nhưng lại bị ông ta quật ngã xuống đất gãy mịa nó một ngón tay. Sau đó ông đưa Bi Bựa và Nam chính lên máy bay tiến thẳng về Anh Quốc. Phía bên kia NASA phát hiện một hành tinh đang lao nhanh đến trái đất. Thì ra đó chính là hành tinh Cybertron. Quintessa khi ấy vẫn đang mê hoặc Optimus. Mụ ta nói rằng trái đất chính là Unicorn, là kẻ thù không đội trời chung với Cybertron, ngươi phải lấy lại cây quyền trượng và dùng nó hút lấy sự sống của Unicorn để cứu lấy quê hương chúng ta. Tại London, cô nàng Vivian nhớ lại những ký ức lúc nhỏ về bố của mình. Khi ấy, ông mải nghiên cứu hội hiệp sĩ bàn tròn mà quên đi cả gia đình. Nàng buồn bã định lái xe đi nhậu thì nhận được thư mời của ngài bá tước. Không cần đợi nàng xác nhận, chiếc xe tự động chốt cửa rồi lao nhanh trên phố. Hoảng quá nàng liền cầm gậy phá cửa kính thì chiếc xe quát lớn kêu người đẹp dừng tay. Sau đó nó giới thiệu mình là Hadrat rồi đẩy nàng vào cốp sau. Thấy chiếc siêu xe hiệu con bò chạy ngang, anh ta liền sao chép lại rồi biến hình, từ đó cô nàng ngồi yên không quậy phá nữa. Đúng là vật chất quyết định ý thức mà. Lúc này nam chính cũng đã đến nơi, ngài bá tước đích thân ra chào đón, cùng với một ông lão robot đến từ thời thế chiến thứ hai. Ông giới thiệu cho anh biết về chiếc bùa hiệp sĩ Unicorn. Từ xa anh chàng Hadrat cũng vừa kịp lúc, đưa người đẹp đến thì ngã cắm mặt xuống đất. Vivian sợ quá bỏ chạy tụt lồng, nhưng lại tiếp tục ngã cắm đầu xuống đầu bờ hỏng hết cặp loa mới độ. Sau màn giới thiệu hơi dài dòng, vị bá tước liền đưa ra một tập hồ sơ và nói rằng bố của Vivian là thành viên của hội kín nhà Uyết Uy Cơn. Vì sợ người ta không biết là mình giàu nên ông đưa cả hai đi tham quan gia phả quý sở tộc của nhà mình. Có bao nhiêu người nổi tiếng thì ông gom hết về dòng tộc nhà ông. Đi thêm vài cây số nữa họ mới đến căn phòng bí mật chứa chiếc bàn tròn của hội hiệp sĩ Unicorn. Đây chính là chiếc bàn ngày xưa vua Arthur mượn của đội Sim về để rủ các hiệp sĩ nhậu hát karaoke. Sau lưng họ là 12 vị hiệp sĩ đến từ Cybertron. Bá tước nói rằng vị hiệp sĩ cuối cùng của nhân loại chính là Kết, còn cây quyền trượng được truyền lại cho Merlin và chỉ có ông ấy mới kích hoạt được nó. Sau khi pháp sư ngủ thì cây trượng được chôn cùng với ông. 12 hiệp sĩ hợp nhất thành một con rồng ba đầu bảo vệ ngôi mộ, mà hiện tại tên Megatron đang tìm kiếm nó nên mọi người phải đi trước hắn một bước. Trùng hợp thay người đẹp lại chính là truyền nhân cuối cùng của pháp sư Merlin, vì vậy chỉ có nàng mới kích hoạt được cây trượng. Đúng lúc này bọn TGF đánh hơi tìm đến lâu đài, một người máy giả vờ ngất xỉu đánh lạc hướng bọn chúng. Trong khi đó Hadrat sử dụng đạn làm chậm thời gian trong một kết giới để mọi người chim én khỏi đây. Kết đưa Vivian đến nhà cô ấy để tìm thêm manh mối về ngôi mộ của pháp sư.
Cả hai không ngần ngại lật tung cả căn phòng của bố người đẹp lên. Kiểu này người dọn phòng chắc xin nghỉ dài hạn luôn quá. Hội bà tám ở bên dưới nghe thấy tiếng động liền mò tới xem thử. Ai ngờ toàn thấy tiếng tập đánh vần a, á, ớ. Bên này bá tước liên lạc với Simon để hỏi tung tích cuốn cổ thư. Cựu đặc vụ CIA ra điều kiện phải cho mình làm fan cứng của Ác Long Review. Thì mới nói, thông qua cuốn cổ thư bá tước biết được rằng, từ xa xưa Quintessa từng hút cạn sức sống của trái đất để khôi phục lại hành tinh Cybertron. Những chiếc sừng mọc lên giống như kháng thể của trái đất chống lại mụ ta. Sau khi ghép địa điểm của những chiếc sừng, thì bá tước phát hiện địa điểm tàn cuộc chính là cổng đá Stonehenge. Cùng lúc đó Vivian nhớ lại ký ức năm xưa với bố, từ đó nàng tìm thấy một mẩu giấy trong cuốn truyện tranh viết rằng, cây trượng được cất giấu tại viện bảo tàng thủy quân. Có được thông tin cả bọn liền vội vã chạy đến đó, và tìm thấy một chiếc tàu ngầm từ thời chiến tranh của bố Vivian. Vì tuổi cao sức yếu nên bá tước xin rút lui, và nhường cho hai người trẻ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đi bựa cũng bám theo chiếc tàu ngầm để bảo vệ cặp đôi. Đám TGF đánh hơi giỏi hơn chó rất nhanh đã phát hiện được bọn họ, chúng điều hẳn một hạm đội tàu chiến để truy bắt. Với khả năng lái tàu ngầm như lái xe máy của mình, Kết nhanh chóng lặng lách đánh võng dưới biển thoát khỏi đám ruồi bu. Người máy cóc man, không có việc gì làm nên tranh thủ đi bắt hai con cá ngừ làm đồ nhậu. Tối đó, người đẹp vô tình nhìn thấy cơ bụng 6 múi mờ lem của nam chính liền chảy nước ướt hết cả cái lò hư hỏng. Thấy lá bùa hiệp sĩ chui vào trong quần chàng, cô liền ngỏ ý lát nữa cùng nhau nghiên cứu. Rất nhanh cóc man xuất hiện, món ăn đã xong 12 đứa lên đớp để có sức học đánh vần. Ác Long chỉ thắc mắc là đống rau củ kia ở đâu mà ra. Rất nhanh cả ba đã đến được một chiến hạm cổ xưa dưới đáy đại dương. Đám người TGF do William chỉ huy cũng đã đuổi theo sát đít. Không ngờ bên trong chiến hạm khổng lồ này vẫn có không khí để cho mọi người thở. Mà lúc này hành tinh Cybertron đã tiến đến mặt trăng. Những móc câu khổng lồ nhanh chóng cào nát nhà chị Hằng khiến bà rên oai oái. Các Autobot ở dưới trái đất cũng chuẩn bị phi thuyền để nghênh chiến. Bên kia nhóm của nam chính cũng đã đến được một căn phòng chứa các ký tự cổ. Người đẹp chạm tay xuống lập tức luồng ánh sáng phát ra khởi động cơ quan mật. Ngôi mộ của vị pháp sư Merlin từ từ trồi lên trên mặt đất. Hai người nhanh chóng đẩy quan tài ra, nhưng bên trong chỉ là một cái xác khô cùng một cây gậy bằng gỗ. Kết tức giận chửi nịt mẹ cuộc đời rồi cầm nó vứt đi. Vượt bao nhiêu nguy hiểm ấy vậy mà lại bị lừa mới đau. Nam chính trèo lên tính thó chút sắt vụn về bán ve chai, thì vô tình kích hoạt một hiệp sĩ đang ngủ say. Ông ta tức giận vung kiếm tấn công Kết vì phá hỏng giấc mơ đang húp sò của mình. May mắn nam chính kịp thời né gấp không thì nát bét rồi. Khi ấy đám người TGF xông vào bắn khiến vị hiệp sĩ cắm đầu cạp đất tìm răng. Bên này người đẹp cầm cây gậy gỗ lên thì nó bất ngờ biến thành quyền trượng. Lúc này chiến hạm cổ xưa bắt đầu nổi lên mặt biển. William dí súng vào quần người đẹp để uy hiếp nàng giao ra cây quyền trượng. Những hiệp sĩ Unicorn còn lại cũng bắt đầu thức giấc tấn công đám con người đã ngu dốt mà còn thích thể hiện. Đột nhiên Optimus xuất hiện chém gục mấy hiệp sĩ không thương tiếc. Nam chính ngớ người không hiểu sao ông ấy lại làm như vậy. Ông tiến đến lấy cây trượng trong tay người đẹp, tiện thể bắn bay đám người TGF rồi quay đít bỏ đi. Bi bựa không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bám theo đội trưởng hỏi cho ra lẽ. Khi ấy chiến hạm khổng lồ cũng đã nổi lên trên mặt biển. Bi bựa lao đến tung nộ long cước vào ảnh đại diện của Optimus, nhưng chưa được vài chiêu đã bị ông bón cháo hành phi mỡ chào bằng họng. Thấy hai người từng là chiến hữu mà giờ oánh nhau một mất một còn nên Kết vội vàng chạy lại ngăn cản nhưng không được. Khi ấy con bựa đã ném cây búa thẳng vào bộ nhá của Optimus khiến ông ngã xuống. Ông tức giận tóm cậu ta lại rồi định ra đòn Kết liễu. Đúng lúc đó Bi bựa nói rằng em cũng là fan bê tông của Ác Long Review nè anh, khiến Optimus bừng tỉnh. Á đù, sao không nói sớm, tí nữa hít nhang cả bó rồi. Đội trưởng đã lấy lại được lý trí nhưng bất ngờ bị tấn công bởi một quả tên lửa. Megatron bay xuống nhảy luôn quyền trượng rồi chim én đi. Lúc này các hiệp sĩ Unicorn xuất hiện, bởi vì Optimus đã phản bội lại họ nên ông phải chịu sự trừng phạt, đó là bị hấp diêm hội đồng cho đến chết. Kết thấy vậy liền dùng chiếc bùa để triệu hồi thanh gươm trong đá của vua Arthur ngăn được đòn chí mạng. Không ngờ thanh kiếm này lại có sức mạnh đến như vậy. Các hiệp sĩ Unicorn đồng loạt giơ kiếm lên trời để biểu thị sự tin tưởng đối với hiệp sĩ cuối cùng. Optimus cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm và mong tới ngày rằm sẽ đến Thiền Am bên bờ vực thẳm để sám hối cùng Diễm Mi. Nhờ đó ông lấy lại được sự tin tưởng của mọi người và hứa sẽ đánh tung cánh bướm rối ren của Quintessa lên. Khi ấy hành tinh Cybertron cũng đã thả móc câu xuống trái đất. Megatron cùng đàn em tập hợp tại vòng tròn đá để bảo kê cho chị đại. Chiến hạm cổ đại chính là chìa khóa để Cybertron rút cạn năng lượng của địa cầu. Bất ngờ một loạt đạn pháo của quân đội bắn thẳng về phía Megatron. Hóa ra bá tước đã biết chuyện này nên cử người mai phục sẵn. Tuy nhiên ông cũng nhanh chóng được đoàn tụ cùng các cụ khi bị Megatron tấn công. Sau đó hắn mang cây quyền trượng đến giao nộp lại cho Quintessa. Mụ ta kêu đàn em phải ra sức bảo vệ không cho Vivian động vào cây trượng, rồi cắm thẳng nó xuống đất khiến vô số tia tử điện chiếu vào mụ.
Sau đó những tia tử điện này hút lấy sự sống của trái đất chuyển sang cho Cybertron. Các mảnh vỡ của hành tinh này bắt đầu kết dính lại với nhau, những móc câu khổng lồ bắt đầu cào nát mặt đất, chúng lướt qua kim tự tháp và để lại đúng cái nịt, những thành phố lớn cũng chịu chung số phận. Lúc này mọi người bắt đầu tổng tiến công đánh thẳng lên hành tinh Cybertron, 12 hiệp sĩ kết hợp thành rồng ba đầu bay theo hỗ trợ bảo vệ phi cơ của Vivian, đám Deception cũng tổ chức phản công đánh lại. Trận không chiến diễn ra vô cùng ác liệt, rất nhiều chiến cơ của hai bên bị bắn rụng không thương tiếc, tuy nhiên chiến cơ chở nhân vật chính vẫn bình an vô sự vì có rồng thần hộ giá. Cuối cùng cũng vượt qua được chướng ngại vật và đáp xuống dưới, cú tiếp đất mạnh như vậy mà mọi người vẫn còn sống nhăn răng, nhưng vừa lú đầu ra ngoài đã bị máy bay địch oanh kích. Megatron lệnh cho đàn em gặp đứa nào giết đứa đó không chừa một ai, mục tiêu của mọi người là cái chuồng lợn phía trước, nơi Quintessa đang điều khiển quyền trượng. Mà con người thì làm sao có thể thắng được đám Deception bây giờ? Đúng lúc đó viện quân Autobot có mặt kịp thời, bé mập bay xuống xả đạn bắn tung đít kẻ địch, còn Isabella điều robot Vespa tiến lên phía trước phá ụ súng địch, sao giao cho tôi nhiệm vụ dễ thấy ghê vậy má. Đám Deception hợp thành một con quái thú đầu trâu, tưởng ngầu lòi thế nào, ai ngờ bị bi bựa bắn cho cặp đất ăn phân. Bên kia Vespa cũng đã thành công phá hủy ụ súng, còn phía quân đội đã chuyển hướng tấn công vào một cái móc câu khổng lồ để nó rơi xuống cung điện của Quintessa. Optimus cưỡi rồng bay tới chém con quái vật đầu trâu như chém chuối, thế là nó tách thành 5 thằng lao đến đánh hội đồng, kết quả bị đội trưởng dùng chiêu đường kiếm vô địch xin nhẹ 5 cái thủ cấp về treo tường trang trí. Lúc này quân đội đã bắn được móc câu rơi xuống dưới cung điện khiến nó bị nghiêng qua một bên, tuy nhiên nó vẫn có thể hút sự sống của trái đất. Nhóm Autobot được dẫn đầu bởi Optimus đã đánh vào trong cung điện, Megatron liều mạng bảo vệ chị đại nhưng cái kết lại bị bé mập bắn cho tung giái. Người đẹp nhân cơ hội đó chạy lại chỗ cây quyền trượng, Quintessa cảm thấy nguy hiểm liền gọi Megatron ứng cứu, nhưng bản thân hắn lại đang bị bi bựa hấp diêm, sau đó còn bị Optimus chém thọt mất cánh tay. Hắn cay giái phản công kề kiếm vào cổ của đội trưởng rồi gáy rằng, chúng ta từng là anh em tốt của nhau, lịt mẹ, anh em éo gì mà toàn đâm sao đít nhau vậy. Ông bật dậy tung cước sút bay thằng khốn này ra ngoài, khi ấy người đẹp tụt tay khỏi cây quyền trượng rơi xuống. Quintessa thấy vậy liền cười như bố đẻ em bé, bi bựa lại đá nàng bay lên vị trí cũ, còn Optimus từ xa lao đến chém mụ một nhát muốn sụi cả lưng, mụ điên tiết lao đến tính hấp diêm đội trưởng, tuy nhiên bi bựa đã lẻn ra phía sau bắn mụ bay màu theo đúng nghĩa đen. Lúc này người đẹp cũng rút được cây quyền trượng ra khiến chiến hạm cổ đại dừng hoạt động, Cybertron cũng bắt đầu vỡ ra và rơi xuống, chuyến này mấy bà đồng nát tha hồ mà sắm vàng nhé. Lúc này Kết và người đẹp cũng rụng theo đống ve chai, may mắn Hát Rát kịp thời bắn phát súng làm chậm thời gian, để Optimus cứu cả hai thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cuối cùng dưới sự giúp sức của các chiến binh Autobot thì nhân loại cũng đã thành công bảo vệ được địa cầu. Optimus không muốn sống trên một đất nước lúc nào cũng muốn gây chiến tranh, nên đã cùng với các anh em qua Việt Nam sống cho lành. Tuy nhiên tại sa mạc xa xôi nơi chiếc sừng khổng lồ mọc lên, có một cô gái kỳ lạ đang cảnh báo nhà thám hiểm nên rời xa nơi này, nếu không muốn gặp nguy hiểm. Nói xong gương mặt cô ta bỗng biến đổi. Có lẽ thủy tổ của sự sống Quintessa vẫn chưa hẹo và đang tính âm mưu làm điều gì đó. Phần 5, hiệp sĩ cuối cùng đến đây là kết thúc. Tập sau Ác Long sẽ review phần Transformer đặc biệt, kể về anh chàng bi bựa Bumblebee nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.